Dạ, cơn bão Hillary đã qua rồi. Thì sáng nay việc đầu tiên là ra coi cây mãng cầu, không biết là có ok hay là không. Sofa thì nhìn cũng ok lắm, nhìn dưới đất thì không thấy trái nào rụng hết, không thấy một trái rụng nữa. Mừng quá. Quá đã, quá đã. Giờ này mà nó còn mập nữa đâu. Tí ra vậy, anh thấy kè cái em này, đó, nó mập nữa đó. Quá đã. Hôm qua gió thổi 40 mấy. Mai 1 giờ mà nó vẫn ok. Không không trụng một trái nè. Không trụ một trái nữa chị Thư ơi. Quá à trời. Mới thấy có một đêm mà hình như là nó còn phát triển còn to hơn trước khi bị bão nha. Ui, nó chi chít rồi đây. Cái mãng cầu na nha, mãng cầu na. Nó chi chít rồi. Đây nè, ui là la. Trên cao nữa nè. Cả chùm, cả chùm. Cứ luồn luồn vào đây coi coi. Ồ, nó nữa nè. Đây nữa nè. Ui chà. U là la. U là la. Ui dài. Ui dài. Ui dài. À trời. Ui, ở đây nó bắt đầu nữa. Mới chấm tuần trước. Bây giờ nó thấy lú lú rồi nè. Sướng thiệt. Đó, mấy cái này mới chấm 2 tuần, 2 tuần. Ồ, đây, đây, đây. Chà, trên đầu không thấy. Ồ, là lạ. Chỉ chích. Ồ, sướng thiệt. Ở Little Sài Gòn thì đất tốt, khí hậu tốt, trồng cái gì nó cũng đã hết trơn. Wow, trời. Ồ, là
bão Hillary nha, bão Hillary tới Little Sài Gòn rồi, bão Hillary tới Little Sài Gòn, mình sẽ khoái lắm. Hy vọng rau thơm rau tiết là ok nha. Cành giới tiết tô ớt rau muống rồi. Ok. Sao? Bảo Hillary tới Little Sài Gòn. Yeah, mưa, trời mưa đấy.